Rồi, ok, tiếp tục mình qua part 5, question 28 to 35. Read the article about cheetah. Cheetah là một cái loài báo ở dưới đây nè các bạn. À, nó có cái hình báo Pega. Mình cứ biết đó là hình con báo được rồi. Should the bet work A, B or C? For each bet thì chọn A, B, C ha. Mỗi câu đánh trên cái tờ trả lời. Đó là hướng dẫn. Tiếp tục. Most white cheetah ...found in eastern and southwestern Africa. Hầu hết những cái con báo quang ở đây, ví dụ người ta cho rồi, được tìm thấy, xài Pasi ha. Ok, được tìm thấy là gì đây? Ở đâu? Ở cái miền đông hoặc là cái miền tây nam của châu Phi. Ở đây mình dịch là tây nam, mình không dịch nam tây ha, cái cách dịch vậy đó. Rồi, thuộc về hướng tây là west, south hướng nam. Như vậy thì tây nam của châu Phi. When running, they can go from 0 to 100 km an hour. Only 3 seconds. Ở đây mình có khoảng thời gian 3 seconds. Vậy cái này mình điền là in 3 seconds. Còn on thì on ngày, on tháng, on còn at thì chính xác tại một địa điểm. Ở đây mình có một khoảng thời gian cho nên mình chọn in. Rồi, ok, tiếp tục. They can't run this ...for very long. Chúng không thể chạy this, chạy cái việc mà tăng tốc độ nhanh từ 100 cây số một giờ này nè, trong tức là sau khi tăng lên rồi thì không phải chạy hoài vậy được, sức đâu có chạy nổi. Cho nên they can't run this ...for very long. Ok, mình sẽ chọn là gì? They can't run this fast. Chạy nhanh vậy hoài là chết luôn á, không có sức nào chịu nổi hết. Còn ở đây cần phải giải thích ha. Faster thì các bạn phải đi với cái gì các bạn? Faster than, tức là so sánh hơn. Còn fastest thì mình phải có cái gì? The fastest ha. Còn cái này nó không có mấy cái chữ này cho nên mình chỉ lấy đơn giản là they can run fast for very long. Ok, chúng không thể chạy nhanh như vậy trong thời gian dài. However, and usually stop about a minute. Và thường thì ngừng sau khoảng một phút. Ngay chỗ này câu 30 mình điền vô, mình cứ để từ từ. Until là cho đến khi một phút. Tức là bắt buộc chạy, không có được ngừng. Không phải during là trong suốt một phút. Ngừng phút và chạy tiếp cũng không phải sai cái ý đó. Vậy chỉ còn là after thôi. Tức là chạy nhanh 100 cây số một giờ thì sau khoảng phút là ngừng lại. Tức là tăng tốc như vậy để chi? Nhằm mục đích bắt mồi đó các bạn. Ngay chỗ này mình sẽ điền vô là after ha. Cheetah can also see very well. Cái con báo này nó cũng nhìn thấy rất là tốt ha. Rồi ngay chỗ này nè, is useful when they are ...to catch small animal. Thì cái việc nhìn tốt này nè, nó sẽ hữu ích trong cái việc mà giúp khi mà chúng nó cố gắng bắt những cái con mồi nhỏ, con thú nhỏ. Như vậy ngay chỗ này mình sẽ thấy nguyên cái cụm mà cheetah can also see very well đó có dấu phết. Thì ngay chỗ này cái gì thế cho cái này? Nó chỉ có một cái chữ là which thôi ha các bạn. Which còn where với who thế cho người, where thế nơi chốn không được. Vậy chỉ còn which thế ngay đó thôi. Ok, vậy ngay này mình điền vô là which là thế cho cái việc mà báo có thể nhìn thấy rất là tốt này, thì nó hữu ích khi mà chúng nó ...to catch more animal. When they are, ở đây mình có to be, mình điền trying to catch more animal. Ngay đây ngừng lại giải thích tí xíu. Chúng nó là những con báo, chúng nó cố gắng để bắt những con thú nhỏ, là chúng nó chủ động gây ra việc này. Tại vì ngay vị trí số 32 người ta cho mình một cái past participle ngay đây nữa, đó là try mà bạn thêm ed này, đóng vai trò. Cái này là sai, động từ nguyên mẫu không xài được, nhưng mà cái động từ này xài được. Nhưng mà lúc đó nó là bị động và nghĩa của nó là bị ha. Những cái con này nó bị người ta ép nó bắt mồi, không phải thấy nó đói nó bắt mồi nó ăn thôi. Rồi, female cheetah usually have 3 cubs at a time. Rồi, cái con báo cái thì nó thường có 3 con một lần, tức là mỗi lần sinh 3 con ha. They stay with their mother for between 1.5 to 2 years. Chúng nó thường ở với mẹ khoảng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. They spend most of this time playing together or learning ...to catch more animals. Bạn thấy học mà ở đây to do something thì mình biết how, cái cách xài nó là như vậy. Learning how to catch more animals, bằng cách nào để bắt mấy con mồi, mấy con thú nhỏ. Male cheetah
live alone or in small group chấm 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 with their brother. Những cái con báo đực thì nó sống, bây giờ mình gặp ở đây cũng là sống đơn độc nữa ha, sống tức là nó sống cô đơn một mình hoặc là trong một cái nhóm nhỏ, mà with their brother thường là với anh chị em, thì mình dùng chữ often, thường là với anh á, anh em của đó. Còn ở đây nè, bạn thử mấy cái từ này nó sẽ không đúng. Ngay chỗ này hồi nãy mình là how ha, còn exactly chính xác là thì không, không đúng. Nó thường thôi chứ chưa chắc là chính xác như vậy. Already thì thi với thì, hiện tại hoàn thành, không hợp nghĩa trong trường hợp này luôn, hợp nhân phạm. Cheater are not as big as other member, tức là báo Pega này nó không có bự như những cái thành viên khác. The cat family, gia đình mèo. Mình thấy the member thì member earth ha. Rồi, the cat family such as lion or tiger only weight 45-60 kilograms, chỉ nặng 45-60 kg thôi. Ok, qua đây mình đánh tiếp. Còn hai cái cho các bạn nào muốn khoanh thì khoanh. Đây, open ha. Chữ này hai cách đọc, một là open, hai là often. Chữ này là off, number là number off. Rồi, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha, bạn dò theo về tập đọc. Cheater, most white cheater are found in eastern and southwestern Africa. When training, they can go from 0 to 100 km an hour in only 3 seconds. They can run this fast for very long, however, and usually stop after about a minute. Cheetah can also see very well, which is useful when they are trying to catch small animals. Female cheetah usually have 3 cubs at a time. They stay with their mother for between 1.5 to 2 years. They spend most of their time playing together or learning how to catch small animals. Male cheetah live alone or in small groups, often with their brother. Cheetahs are not as big as other members of the cat family, such as lion or tiger, and only weigh 45 to 60 kilograms. Somehow.